Anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho đêm nay ngày mai, 31 tháng 7 năm 2022. Quý vị thân mến, những ngày cuối tháng 7 này, thời tiết trong toàn tỉnh Lâm Đồng của chúng ta chủ yếu là sáng nắng, chiều có mưa dông tại nhiều nơi, trời có gió nhẹ. Và trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh là nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió đổi hướng cấp 2. Cụ thể tại các địa phương như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió đổi hướng cấp 2 sẽ là hình thái chủ đạo của khu vực này. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Cũng tương tự, tại đây ngày mai sẽ có mưa xuất hiện ở nhiều nơi, ban ngày trời nắng gián đoạn, có mưa đêm rải rác, có nơi có mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Và tiếp theo là khu vực thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nền nhiệt tại khu vực này dao động từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thời tiết tại khu vực này có mưa vào đêm mai, trời nắng vào ban ngày, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Ngày mai tại đây được dự báo ban ngày có nắng gián đoạn, xuất hiện mưa kèm dông từ chiều, có mưa đêm tại nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm nỗ lực đàm phán, sầu riêng Việt Nam sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho phép nhập khẩu qua tất cả các cửa khẩu Trung Quốc trong thời gian kéo dài là 3 năm. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho ngành nông nghiệp Lâm Đồng vì tỉnh ta có diện tích sầu riêng khá lớn hiện nay. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút ngày mai trên sóng LTV. Còn bây giờ, như thường lệ, sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.